Phẩm đại chúng thưa hỏi, phẩm thứ năm. Lúc ấy từ nơi khoảng giữa hai chân mày trên trán, Thế Tôn phóng ra hào quang đủ các màu xanh vàng đỏ trắng hồng tím chiếu đến thân Thuần Đà. Thuần Đà chạm hào quang ấy rồi, để cùng với quyến thuộc mang những thức ăn ngon đến chỗ Phật muốn được cúng dường Như Lai và các vị tỳ kheo tăng lần sau cùng. Những bát đĩa đủ loại chứa đầy thức ăn được đưa đến phía trước Đức Phật. Lúc ấy có những vị thiên nhân oai đức lớn đến ngăn phía trước mặt và vây quanh bảo Thuần Đà rằng: Thuần Đà hãy đứng lại đó chớ vội cúng dường. Đang lúc ấy Như Lai lại phóng ra vô lượng vô biên đủ loại hào quang. Đại chúng chư thiên chạm phải hào quang này rồi liền để cho Thuần Đà đi đến chỗ Phật mà dâng hiến lễ cúng. Lúc ấy chư thiên và tất cả chúng sanh thảy đều tự mang những vật thực cúng dường của mình đến phía trước Phật, quỳ mọp xuống bạch Phật rằng: Nguyện Đức Như Lai cho phép chư tỳ kheo thọ nhận các món ăn này. Lúc ấy chư tỳ kheo biết là đã đúng giờ, bèn đáp y ôm bát định tâm an ổn. Lúc ấy Thuần Đà vì Phật và chư tăng mà sắp xếp các tòa sư tử quý báu, treo các phướn lọng bằng lụa, chuỗi ngọc hương hoa. Lúc ấy cõi Tam Thiên Đại Thiên được trang nghiêm vi diệu, dường như cõi nước An Lạc ở phương Tây. Bấy giờ Thuần Đà đứng trước Phật ưu bi thảm đạm, bạch Phật một lần nữa: Nguyện được Như Lai đem lòng thương xót trụ lại cõi thế này một kiếp hoặc một kiếp già. Phật bảo Thuần Đà: Như ông muốn ta trụ lâu cõi thế, vậy hãy mau cúng dường lần cuối cùng để cho trọn vẹn hạnh bố thí ba la mật của ông. Bấy giờ tất cả các vị đại Bồ Tát và chư thiên loài người tùy khác miệng mà đồng âm thảy đều nói lên những lời này: Lạ thay Thuần Đà, người được phước đức lớn có thể khiến Như Lai thọ nhận bữa cúng dường cuối cùng cao trỗi hơn hết. Chúng ta đây không có phước nên mọi lễ vật bày ra phải bị dẹp bỏ. Bấy giờ muốn làm cho tất cả đại chúng đều được thỏa lòng, từ mỗi lỗ chân lông nơi thân của Thế Tôn liền hóa ra vô lượng chư Phật. Mỗi Đức Phật có vô lượng chư tỷ kheo tăng vây quanh. Chư Thế Tôn ấy và vô lượng đại chúng thảy đều thị hiện thọ nhận các món cúng dường của chư thiên và loài người. Đức Thích Ca Như Lai tự ngài thọ nhận bữa cơm mà Thuần Đà cúng dường. Lúc ấy món cơm vừa nấu chín mà Thuần Đà dâng lên được lấy ở nước Ma Kiệt Đà chứa đầy 8 hộc. Nhờ sức thần của Phật mà có thể làm cho tất cả chúng hội đều no đủ. Bấy giờ Thuần Đà nhìn thấy như vậy rồi, trong lòng lấy làm vui vẻ, phấn khởi vô cùng. Tất cả đại chúng cũng vậy, lại nương theo ý Phật, tất cả đại chúng đều nghĩ rằng: Này Như Lai đã thọ nhận đồ dâng cúng của chúng ta, ắt không bao lâu nữa sẽ vào Niết Bàn. Nghĩ như vậy rồi, ai lấy đều cảm thấy buồn vui lẫn lộn. Khi ấy, đất đai ở rừng cây tuy nhỏ hẹp nhưng nhờ sức thần của Phật nên mỗi khoảng đất như đầu kim cũng đều có vô lượng chư Phật Thế Tôn cùng quyến thuộc ngồi thọ thực. Món ăn của tất cả các vị đều không khác biệt nhau. Lúc ấy chư thiên loài người Atula đều than khóc sầu thảm cùng nói ra lời này: Hôm nay Như Lai đã thọ nhận bữa cúng dường cuối cùng do chúng ta dâng hiến. Thọ cúng dường rồi ngài sẽ vào Niết Bàn. Rồi đây chúng ta còn biết cúng dường cho ai? Chúng ta sắp vĩnh biệt đức điều ngự vô thượng, sẽ trở nên tối tăm như những kẻ mù lòa. Bấy giờ Đức Thế Tôn vì muốn an ủi tất cả đại chúng liền nói kệ rằng: Các ông đừng sầu thảm, pháp Phật đều như vậy. Ta vào cõi Niết Bàn đã qua vô lượng kiếp, thường hưởng vui tột bậc vĩnh viễn nơi yên ổn, nay phải hết lòng nghe ta dạy pháp Niết Bàn. Ta đã lìa ăn uống, không có sự đói khát, nay ta vì các ông thuyết giảng nguyện tùy thuận, khiến cho toàn đại chúng đều được vui an ổn, nghe xong nên tu hành. Phật và pháp thường trụ ví như quạ chim cú cùng đậu chung một cây, như anh em thân thiết mới Niết Bàn vĩnh viễn. Như Lai thương tất cả đồng như La Hầu La, chúng sanh thường tôn kính, sao dứt vào Niết Bàn. Giả sử rắn chuột sói cùng ở chung một hang, thương nhau như anh em mới Niết Bàn vĩnh viễn. Như Lai thương tất cả đồng như La Hầu La, chúng sanh thường tôn kính, sao dứt vào Niết Bàn. Giả sử hoa thất diệp tỏa hương hoa bà sư, trái cây ca lưu ca biến thành trái chấn đầu, ta mới vào Niết Bàn. Như Lai thương tất cả đồng như La Hầu La, sao lại bỏ từ bi vào mãi nơi Niết Bàn. Giả sử nhất xiền đà ngay đời này thành Phật, thọ hưởng vui bậc nhất, ta mới vào Niết Bàn. Như Lai thương tất cả đồng như La Hầu La, sao lại bỏ từ bi vào mãi nơi Niết Bàn. Giả sử toàn đại chúng cùng lúc đều thành Phật, lìa hẳn mọi lỗi lầm, ta mới vào Niết Bàn.
Như Lai thương tất cả, đồng như La Hầu La, sao lại bỏ từ bi vào mãi nơi Niết Bàn? Như nước tiểu loài muỗi ướt đẫm khắp mặt đất, núi non trong sông suối ngập tràn cả biển lớn. Nếu có chuyện như vậy ta mới vào Niết Bàn. Lòng bi thương tất cả, đồng như La Hầu La, chúng sanh thường tôn kính, sao dứt vào Niết Bàn? Các ông vì lẽ ấy nên hâm mộ chánh pháp, chẳng nên sanh sầu não, than khóc và kẻ lẻ. Muốn thành hạnh chân chánh nên tu Như Lai thường, nên quán pháp thế này lâu dài không biến đổi, lại nên nghĩ thế này: tam bảo đều thường trụ, liền được che chở lớn, như cây khô xanh quả, đó gọi là tam bảo. Bốn chúng nên nghe kỹ, nghe rồi nên vui vẻ, liền phát tâm bồ đề, có thể biết tam bảo là thường trụ chân thật, đó là nguyện cao nhất của tất cả chư Phật. Như có những tỳ kheo, tỳ kheo ni, yêu bà tắc, yêu bà di, có thể nương theo lời nguyện cao nhất của Như Lai mà phát nguyện, nên biết rằng những người ấy không hề ngu si, đủ sức thọ lãnh sự cúng dường. Nhờ sức nguyện ấy, quả báo công đức là cao chỗ nhất trong thế gian, cũng như bậc A-la-hán. Nếu có những ai không thể quán tưởng lẽ tam bảo thường tồn thì đó là hạng chiên đà la. Những ai có thể biết lẽ tam bảo thường trụ, nhân duyên thật pháp thì lừa được khổ não, đạt được an vui, không phải chịu những sự nhiễu hại hoặc tai nạn. Lúc ấy đại chúng gồm chư thiên, loài người và Atula nghe pháp ấy rồi sanh lòng vui vẻ, phấn khởi vô cùng. Tâm họ trở nên thuần thục hiền hòa, khéo hút trừ được những thứ che chướng, không còn có tâm phân biệt cao thấp, oai đức thanh tịnh, vui vẻ mặt tươi, vẻ mặt vui tươi, biết rằng Phật là thường trụ, cho nên họ bày ra những món cúng dường của chư thiên, dạy các thứ hoa, hương bột, hương thoa và trỗi lên những khúc nhạc trời để cúng dường Phật. Bấy giờ Phật bảo Bồ Tát Ca Diếp: thiện nam tử, ông có thấy việc ít có trong đại chúng này chăng? Ca Diếp thưa rằng: bạch Thế Tôn, con đã thấy, con thấy các đức Như Lai nhiều vô lượng vô biên không thể kể xiết, thọ nhận thức ăn uống của đại chúng chư thiên và loài người cúng dường. Còn lại thấy chư Phật thân tướng cao lớn đẹp đẽ, ngồi nơi chỗ ngồi chỉ bằng đầu cây kim, lại có rất nhiều người vây quanh mà vẫn không đụng chạm chướng ngại. Còn lại thấy đại chúng thảy đều phát lời thệ nguyện, nói ra 13 bài kệ. Còn cũng biết trong đại chúng ai nấy đều tự nghĩ rằng: hôm nay Đức Như Lai riêng thọ nhận sự cúng dường của tôi. Giả sử thức ăn uống mà thuần đà phụng hiến đó nghiền nát thành những hạt bụi rất nhỏ, rồi cúng dường cho mỗi vị Phật chỉ một hạt bụi đó thôi cũng không đủ số, nhưng nhờ sức thần của Phật mà được đầy đủ cho đến hết thảy đại chúng. Chỉ có chư Đại Bồ Tát và những vị Pháp Vương Tử Văn Thù Sư Lợi mới có thể biết được việc ít có như vậy. Đó là chỗ phương tiện thị hiện của Như Lai. Đại chúng Thanh Văn và hàng Atula thầy đều biết rằng Như Lai là Pháp thường trụ. Lúc ấy Thế Tôn bảo Thuần Đà rằng: sự việc ông thấy hôm nay có phải là kỳ lạ ít có hay chăng? Thuần Đà thưa: quả thật vậy Thế Tôn, trước con đã thấy vô lượng chư Phật đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp trang nghiêm nơi thân. Bây giờ còn được thấy các vị Đại Bồ Tát tướng mạo quý lạ, cao lớn đẹp đẽ, lại chỉ thấy riêng thân Phật uy nghiêm như cây thuốc chúa, có các vị Đại Bồ Tát vây quanh. Phật bảo Thuần Đà: lúc nãy ông nhìn thấy vô lượng chư Phật đều là do ta hóa hiện để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, khiến họ được vui vẻ. Còn các vị Đại Bồ Tát ấy thì chỗ tu hành đạt đến đều không thể nghĩ bàn, có thể làm được vô số Phật sự. Thuần Đà: nay ông đã thành tựu hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát, được trụ ở hàng thập địa, đã làm xong những việc cần làm. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, đúng vậy, đúng vậy, quả như lời Phật dạy, chỗ tu tập của Thuần Đà đã thành tựu hạnh Bồ Tát, con cũng mừng cho ông ấy. Này Đức Như Lai vì muốn chiếu ánh sáng lớn cho vô lượng chúng sanh đời vị lai, nên thuyết giảng kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này. Bạch Thế Tôn, ý nghĩa giảng thuyết trong tất cả khế kinh là hữu dư hay vô dư? Phật dạy: thiện nam tử, ý nghĩa trong các pháp ta thuyết giảng là hữu dư cũng là vô dư. Thuần Đà bạch Phật: bạch Thế Tôn, như Phật có nói kệ, những gì mình có bố thí hết thảy chỉ được khen ngợi, không hề thiệt mất. Bạch Thế Tôn, nghĩa ấy là thế nào? Trì giới và phá giới có gì khác nhau? Phật dạy: chỉ trừ việc bố thí cho một người, còn ngoài ra hết thảy sự bố thí đều đáng khen ngợi. Thuần Đà hỏi rằng: tại sao gọi là chỉ trừ một người? Phật dạy: đó là người phá giới như đã thuyết giảng trong kinh này. Thuần Đà lại bạch Phật: nay con chưa hiểu, xin Phật dạy rõ.
Phật bảo Thuần Đà nói phá giới đó là hạng nhất thiền đà. Ngoài ra hết thảy những chỗ bố thí đều đáng khen ngợi, được quả báo lớn. Thuần Đà lại thưa hỏi, nói nhất thiền đà nghĩa là thế nào? Phật dạy Thuần Đà như có tỳ kheo, tỳ kheo ni, yêu bà tắc, yêu bà di, nói ra những lời thô ác, phỉ báng chánh pháp, tạo nghiệp nặng như vậy mà vĩnh viễn không hối cải, lòng không chút hổ thẹn. Những người như vậy gọi là hướng theo con đường nhất thiền đà. Như có những kẻ phạm bốn tội trọng, làm năm tội nghịch, tự biết chắc rằng mình đã phạm tội nặng như vậy, nhưng trong lòng không hề sợ sệt, hổ thẹn, không chịu bộc lộ đối với chánh pháp, không hề có lòng mến tiếc, ủng hộ, xây dựng, lại chê bai, khinh dễ, nói ra nhiều điều sai trái. Những người như vậy cũng gọi là hướng theo con đường nhất thiền đà. Lại như có kẻ nói rằng không có Phật Pháp Tăng, đó cũng gọi là hướng theo con đường nhất thiền đà. Chỉ trừ những kẻ nhất thiền đà như thế, ngoài ra bố thí cho tất cả đều đáng khen ngợi. Lúc ấy Thuần Đà lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, nói phá giới là nghĩa như thế nào? Phật dạy Thuần Đà, nếu phạm bốn giới cấm nặng cùng năm tội nghịch, phỉ báng chánh pháp, những người như vậy gọi là phá giới. Thuần Đà lại hỏi, phá giới như vậy còn có thể cứu vớt được chăng? Phật dạy Thuần Đà, nếu có nhân duyên thì có thể cứu vớt được. Chẳng hạn như vẫn chưa cởi bỏ pháp phục, trong tâm thường tự biết hổ thẹn, sợ sệt, luôn tự trách mình rằng, chao ôi sao ta phạm tội nặng như thế, quái lạ thay sao ta tạo nghiệp khổ như thế. Trong lòng liền cải hối, dành tâm hộ pháp, muốn tạo lập chánh pháp, nghĩ rằng nếu có ai hộ pháp tôi sẽ cúng dường, nếu có ai đọc tụng kinh điển đại thừa tôi sẽ đến thưa hỏi người ấy và thọ trì đọc tụng. Khi đọc tụng thông suốt rồi, tôi lại sẽ vì người khác phân biệt giảng rộng. Ta dạy rằng người như vậy chẳng phải là phá giới. Vì sao vậy? Thiện nam tử, ví như mặt trời hiện ra, có thể trừ được tất cả những sự mờ mịt tối tăm. Kinh điển vi diệu đại niết bàn này xuất hiện hương thạnh ở thế gian cũng vậy, có thể trừ được các tội mà chúng sanh đã làm trong vô lượng kiếp. Cho nên kinh này dạy rằng ủng hộ chánh pháp được quả báo lớn, cứu vớt những kẻ phá giới. Như có ai hủy báng chánh pháp mà có thể tự cải hối, trở về với pháp, tự xét rằng tất cả những điều bất thiện mà mình đã làm đó như tự hại chính mình, bèn sanh lòng lo sợ, kinh hãi, hổ thẹn, nghĩ rằng trừ chánh pháp này ra không còn chỗ cứu hộ nào khác, vậy nên phải trở về với chánh pháp. Nếu ai có thể quay về nương tựa chánh pháp theo lời ta dạy như thế, thì bố thí cho người ấy sẽ được phước vô lượng. Người ấy cũng được xưng là xứng đáng thọ nhận sự cúng dường. Nếu ai đã phạm những tội ác kể trên mà trải qua 1 tháng hoặc 15 ngày không khởi tâm quay về nương tựa chánh pháp, bộc lộ lỗi lầm, thì việc bố thí cho người ấy được quả báo rất ít ỏi. Người phạm 5 tội nghịch cũng vậy, nếu có thể sanh tâm hối lỗi, trong lòng luôn biết hổ thẹn, nay tôi đã làm nên nghiệp bất thiện, thật là khổ lớn, tôi nên tạo lập và hộ trì chánh pháp. Người như vậy không gọi là phạm 5 tội nghịch, nếu bố thí cho người ấy sẽ được phước vô lượng. Như ai phạm tội nghịch rồi chẳng sanh lòng quay lại nương tựa chánh pháp, hộ pháp, nếu bố thí cho người ấy thì phước đức không đáng kể. Lại nữa thiện nam tử, về kẻ phạm tội nặng, ông này hãy lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà phân biệt giảng rộng, nên sanh tâm như thế này. Chánh pháp là kho tàng sâu kín của Như Lai, cho nên tôi sẽ hộ trì xây dựng. Bố thí cho người như vậy sẽ được quả báo tốt đẹp. Thiện nam tử, ví như có người đàn bà mang thai gần sanh, gặp khi trong nước loạn lạc, liền trốn sang nước khác, ở trong một cái miếu thờ thần, rồi sanh con tại đó. Khi nghe nước cũ của mình được yên ổn sung túc, liền dắt con đi trở về. Giữa đường gặp một con sông nước ngập tràn chảy xiết, cô vì bế con nên không đủ sức lội qua sông, nhưng tự nghĩ rằng ta thà cùng chết với con chứ quyết không bỏ con để lội qua sông một mình. Trong lúc suy nghĩ như vậy thì đuối sức nên cả hai mẹ con đều phải chết chìm. Sau khi chết, cô được sanh lên cõi trời, đó là nhờ lòng thương con nên khởi lòng lành, quyết đưa con qua sông. Chứ cô ấy vốn tánh xấu ác, nhờ thương con mà khởi lòng lành nên được sanh lên cõi trời. Kẻ phạm 4 giới cấm nặng, 5 tội vô giá, nếu sanh lòng hộ pháp thì cũng như vậy. Tuy trước đã tạo nghiệp bất thiện, nhưng nhờ hộ pháp nên được trở thành ruộng phước cao chỗ nhất ở thế gian. Người hộ pháp ấy có quả báo vô lượng như vậy. Thuần Đà lại bạch Phật, Thế Tôn, nếu kẻ nhất thiền đề có thể tự cải hối, cung kính cúng dường, ngợi khen Tam Bảo, bố thí cho kẻ ấy có được quả báo lớn hay chăng? Phật dạy, thiện nam tử, nay ông chớ nên nói ra lời ấy. Thiện nam tử, ví như có người kia ăn trái amla rồi nhả hạt xuống đất, nhưng người ấy lại nghĩ rằng
trong cái hạt này chắc có vị ngọt. Liền nhặt hạt lên, đập ra mà nếm, thấy vị rất đắng, liền xanh lòng hối tiếc. Lại vì sợ mất giống, người ấy liền nhặt hết những mảnh hạt ấy rồi trồng xuống đất, siêng năng chăm sóc, tùy theo lúc thích hợp mà tưới bằng bơ dầu sữa. Ý ông thế nào hạt ấy có thể mọc lên chăng? Thuần Đà thưa, Bạch Thế Tôn không thể được, ví như có được cơn mưa tốt lành nhất cũng không thể mọc mầm lên được. Phật dạy, thiện nam tử kẻ nhất thiền đề kia lại cũng như vậy, căn lành đã bị cháy mất cả rồi, còn do đâu mà được trừ tội? Thiện nam tử nếu còn có thể phát sanh lòng lành thì không gọi là nhất thiền đề. Thiện nam tử vì nghĩa ấy nên quả báo của hết thảy mọi việc bố thí chẳng phải là không khác nhau. Vì sao vậy? Bố thí cho hàng thanh văn thì được quả báo khác, bố thí cho Bích Chi Phật lại được quả báo khác nữa. Chỉ có sự bố thí cúng dường Đức Như Lai là được quả báo cao nhất. Cho nên ta dạy rằng tất cả các việc bố thí chẳng phải là không có khác biệt. Thuần Đà thưa hỏi, vì sao Như Lai thuyết bài kệ ấy? Phật dạy Thuần Đà, vì có nhân duyên ta mới thuyết kệ ấy. Trong thành Vương Xá có một yêu bà tắc, lòng tin không trong sạch, phụng sự bọn ngoại đạo ni kiền. Người yêu bà tắc ấy có đến hỏi ta về nghĩa bố thí, vì nhân duyên đó ta mới thuyết bài kệ ấy. Ta cũng vì chư Đại Bồ Tát nên thuyết giảng nghĩa của kho tàng chánh pháp sâu kín. Thuần Đà lại hỏi, Thế Tôn, như bài kệ ấy ý nghĩa như thế nào? Phật dạy, nói hết thảy là muốn chỉ đến một ít phần trong tất cả, nên biết rằng Đại Bồ Tát là bậc anh hùng trong nhân loại, thâu nhiếp những kẻ nghiêm trì giới luật, bố thí cho đủ mọi sự cần dùng, lại trừ bỏ kẻ phá giới như trừ bỏ loài cỏ dại. Lại nữa thiện nam tử, như trước đây ta có thuyết kệ rằng hết thảy các sông đều có khúc quanh, hết thảy rừng rậm đều là cây cối, hết thảy người nữ lòng không ngay thẳng, hết thảy tự tại đều được an vui. Lúc ấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vén tay áo bên vai phải, quỳ gối phải sát đất, kính lễ dưới chân Phật rồi nói kệ rằng: chẳng phải hết thảy sông đều là chảy uốn khúc, chẳng phải hết thảy rừng đều là cây cối hợp, chẳng phải mọi người nữ lòng đều không ngay thẳng, hết thảy người tự tại chưa hẳn được an vui. Thế Tôn, Phật giảng thuyết kệ ấy chắc hẳn còn chưa hết nghĩa, xin Phật rủ lòng thương xót giảng giải nhân duyên ấy. Vì sao vậy? Trong cõi Tam Thiên Đại Thiên này có một cái bãi tên là Câu Gia Ni, dưới bãi có một con sông ngay thẳng không uốn khúc tên là Ta Bà Gia, thẳng như đường dây mực chảy vào Tây Hải. Trong các kinh khác Phật chưa từng nói đến tướng trạng sông này, nguyện Đức Như Lai nhân kinh Phương Đẳng này và kinh A Hàm mà nói nghĩa còn lại để cho các vị Bồ Tát hiểu sâu nghĩa ấy. Thế Tôn, ví như có người trước đã biết khoáng vàng nhưng sau chẳng biết vàng ròng, Như Lai cũng thế, ngài hiểu biết tường tận các pháp nhưng chỗ diễn thuyết chưa chọn hết nghĩa. Tuy Như Lai giảng nghĩa chưa chọn hết nhưng nên tùy phương tiện để hiểu được ý thú. Hết thảy rừng rậm đều là cây cối, câu ấy cũng chưa chọn nghĩa. Vì sao vậy? Vì có rất nhiều cây quý bằng vàng bạc lưu ly mà người ta cũng gọi là rừng. Hết thảy người nữ lòng không ngay thẳng, câu này cũng chưa chọn nghĩa. Vì sao vậy? Vì có những người nữ khéo giữ gìn giới cấm, thành tựu công đức, có lòng đại từ bi, hết thảy tự tại đều được an vui, câu này cũng chưa chọn nghĩa. Vì sao vậy? Vì chỉ có bậc Thánh Đế Thích Ca được nuôi dưỡng trong chánh pháp, là đấng Pháp Vương Như Lai, không tùy thuận, không tùy thuộc mà chết, không thể dứt mất mới thật là tự tại an vui. Còn những vị Phạm Vương Đế Thích Chư Thiên tuy có được tự tại nhưng đều là vô thường, nếu là thường trụ không biến đổi mới đáng gọi là tự tại, như thế tức là Đại Thừa Đại Bát Niết Bàn. Phật dạy thiện nam tử, nay ông khéo được tài biện thuyết không ngăn ngại, hãy ngừng lại lắng nghe đây. Văn Thủ Sư Lợi, ví như vị trưởng giả thân thường có bệnh khổ, lương y trần mạch làm cho món thuốc cao, bấy giờ người bệnh vì lòng tham nên muốn uống nhiều thuốc ấy. Lương y liền bảo rằng nếu có thể tiêu hóa được mới nên uống nhiều, còn ông thân thể suy yếu chớ nên uống nhiều. Nên biết rằng thuốc cao ấy là cam lộ mà cũng là độc dược, nếu uống nhiều mà không tiêu hóa tức là độc dược. Thiện nam tử, nay ông chớ nên cho rằng lời của lương y ấy là trái nghĩa lý, làm mất sự hiệu nghiệm của món thuốc cao. Thiện nam tử, Như Lai cũng thế, ngài vì muốn giáo hóa các vị quốc vương, hậu phi, thái tử, vương tử, đại thần, nên nhân lúc vua Ba Tư Nặc cùng vương tử và các hậu phi của vua ấy có lòng kiêu mạn, liền điều phục họ bằng cách thị hiện cho họ hoảng sợ, cũng như vị lương y kia, cho nên mới thuyết kệ rằng:
Hết thảy các sông đều có khúc quanh, hết thảy rừng rậm đều là cây cối, hết thảy người nữ lòng không ngay thẳng, hết thảy tự tại đều được an vui. Văn thủ Sư Lợi, nay ông nên biết những điều Như Lai thuyết dạy không hề sai sót, như cõi đất này có thể bị đảo ngược, nhưng lời nói của Như Lai không hề có chỗ sai sót. Vì nghĩa ấy, hết thảy những điều Như Lai thuyết giảng đều còn có nghĩa khác. Lúc ấy, Phật khen ngợi Văn thủ Sư Lợi rằng: lành thay, thiện nam tử. Ông biết nghĩa ấy đã lâu, nhưng vì lòng thương xót tất cả, muốn cho chúng sanh được trí huệ, nên ông mới hỏi rộng Như Lai về nghĩa của bài kệ ấy. Lúc ấy, Pháp Vương tử Văn thủ Sư Lợi liền đối trước Phật đọc kệ rằng: với lời người khác, tùy thuận chẳng nghịch, đừng xét kẻ khác làm hoặc chẳng làm, chỉ tự xét mình thiện hay bất thiện. Thế Tôn, Ngài thuyết giảng về món thuốc pháp đó, chẳng phải là thuyết tránh. Với lời người khác tùy thuận chẳng nghịch, nguyện xin Như Lai dù lòng thương, thuyết giảng lẽ chân tránh. Vì sao vậy? Thế Tôn thường nói, tất cả các môn học của ngoại đạo, 95 thứ, đều hướng theo nẻo khác. Các đệ tử thanh văn đều noi theo đường chân chánh, khéo hộ trì cấm giới, giữ gìn oai nghi, thủ hộ các căn. Những người như vậy rất hâm mộ đại pháp đi theo đường lành. Tại sao trong 9 bộ kinh Như Lai chê bài họ của trách họ, nhưng nghĩa của bài kệ ấy là hướng về đâu? Phật bảo Văn thủ Sư Lợi: thiện nam tử, ta nói bài kệ ấy chẳng phải vì hết thảy chúng sanh, chỉ vì vua A Xà Thế lúc đó mà thôi. Nếu chẳng có nhân duyên, chư Phật Thế Tôn không hề nói lẽ trái ngược. Vì có nhân duyên nên ta mới thuyết như vậy. Thiện nam tử, vua A Xà Thế giết cha rồi liền đến chỗ ta, muốn khuất phục ta, nên cật vấn rằng: này Thế Tôn, thế nào là ngài thật có trí hiểu biết tất cả, hay ngài không phải hiểu biết tất cả? Nếu là hiểu biết tất cả thì điều đạt trong vô số kiếp trước thường ôm lòng ác theo đuổi Như Lai để giết hại, vì sao Như Lai còn cho phép ông ấy xuất gia? Thiện nam tử, do nhân duyên ấy ta vì vua A Xà Thế mà nói kệ rằng: với lời người khác tùy thuận chẳng nghịch, đừng xét kẻ khác làm hoặc chẳng làm, chỉ tự xét mình thiện hay bất thiện. Ta lại bảo vua ấy rằng: đại vương, nay ông đã giết cha làm nên tội nghịch, là tội vô gián nặng nhất, lẽ ra nên bộc lộ sám hối để cầu sự trong sạch, vì cớ gì lại chỉ thấy lỗi lầm của người khác? Thiện nam tử, vì nghĩa đó ta vì vua ấy mà thuyết bài kệ này. Lại nữa, thiện nam tử, ta cũng vì những kẻ nghiêm giữ cấm giới, tự mình thành tựu oai nghi, nhưng thường lưu ý thấy những lỗi lầm của người khác nên mới thuyết bài kệ này. Lại nữa, nếu ai biết tiếp nhận lời khuyên dạy của người khác mà lìa xa mọi việc ác, lại khuyên dạy người khác khiến cho lìa bỏ mọi việc ác, những người ấy đúng là đệ tử Phật. Lúc ấy, Đức Thế Tôn vì Văn thủ Sư Lợi mà thuyết kệ rằng: ai cũng sợ đao trượng, không ai không tham sống, suy mình ra người khác, đừng giết hại, đánh đập. Liền đó Văn thủ Sư Lợi liền đối trước Phật nói kệ rằng: không phải ai cũng sợ trượng, không phải ai cũng tham sống, suy mình hiểu được người khác, siêng năng khéo làm, phương tiện. Bạch Thế Tôn, Như Lai thuyết bài kệ nói pháp như trên cũng chưa chọn nghĩa. Vì sao vậy? Ví như các vị A-la-hán hoặc các món báu như ngọc nữ, voi quý, ngựa quý, vị thần chủ kho tàng của vị chuyển Luân Thánh Vương, dù cho hàng chư thiên loài người cùng Atula có cầm gương bén mà hại cũng không thể được. Những bậc dũng sĩ, liệt nữ, ngựa chúa, thú chúa hay vị tỳ kheo trì giới, dù có đối mặt với điều gì cũng không bao giờ sợ sệt. Vì nghĩa ấy, Như Lai thuyết bài kệ trên cũng chưa chọn nghĩa. Như Lai như nói suy mình ra người khác cũng là chưa chọn nghĩa. Vì sao vậy? Nếu vị A-la-hán lấy mình mà so với kẻ khác, ắt là có những tư tưởng chấp ngã và thọ mạng. Nếu vị ấy có tư tưởng chấp ngã và thọ mạng, hẳn phải lo giữ gìn bảo vệ. Người phàm phu ắt phải xem hết thảy A-la-hán đều là những kẻ còn tu hành. Nếu như vậy thì là tà kiến. Nếu có tà kiến sau khi chết, lẽ ra phải sanh vào địa ngục A Tỳ. Lại nữa, không thể có việc vị A-la-hán đối với chúng sanh lại khởi tâm gây hại, và vô số chúng sanh cũng không thể làm hại được vị A-la-hán. Phật dạy: thiện nam tử, nói tư tưởng chấp ngã đó là nói đối với chúng sanh khởi lòng đại bi, không có tư tưởng giết hại, là nói A-la-hán có tâm bình đẳng. Đừng cho rằng Đức Thế Tôn không có nhân duyên mà nói ra lẽ trái ngược. Ngày trước trong thành Vương Xá, có một người thợ săn giỏi giết được nhiều con hươu, thỉnh ta đến ăn thịt.
Lúc ấy, tùy ta có nhận lời thỉnh ấy, nhưng đối với chúng sanh luôn khởi lòng đại bi, xem như con mình là La Hầu La, nên mới thuyết kệ rằng, nếu người muốn trường thọ, sống mãi ở thế gian, theo pháp không gây hại, thọ mạng đồng chư Phật. Và cũng vì thế ta mới thuyết bài kệ này. Ai cũng sợ đao trượng, không ai không tham sống, suy mình cho người khác, đừng giết hại, đánh đập. Phật lại dạy, lành thay Văn Thù Sư Lợi. Ông đã vì các vị Đại Bồ Tát mà thưa hỏi Như Lai về nghĩa lý sâu kín như vậy. Lúc ấy Văn Thù Sư Lợi lại đọc kệ thưa hỏi rằng, kính cha mẹ thế nào, thuận theo và tôn trọng, vì sao tu pháp ấy đọa vào ngục vô gián? Đức Như Lai liền đọc kệ đáp lời Văn Thù Sư Lợi. Nếu xem tham ái là mẹ, vô minh lại lấy làm cha, tùy thuận tôn trọng như thế, chắc chắn đọa ngục vô gián. Lúc ấy Như Lai vì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mà thuyết lại bài kệ này. Mọi việc phụ thuộc người khác, tất phải gọi đó là khổ. Mọi việc do mình tự quyết, đó là tự tại, an vui. Những ai kiêu căng khinh mạn, thế lực hết sức bạo ác, những người hiền lành, lương thiện, ai ai cũng mến, cũng thương. Điền đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng, Thế Tôn bài kệ mà Như Lai thuyết đó cũng chưa chọn nghĩa. Nguyện Như Lai rủ lòng thương xót, nói rõ nhân duyên. Vì sao vậy? Nhưng người con của vị trưởng già, trong khi theo học với thầy có tùy thuộc ông thầy hay chăng? Nếu nói tùy thuộc ông thầy thì nghĩa ấy không hợp với bài kệ trên. Nếu nói không tùy thuộc, nghĩa cũng không hợp với bài kệ trên. Nếu nói được tự tại, nghĩa cũng không hợp với bài kệ trên, cho nên chỗ thuyết của Như Lai còn chưa chọn nghĩa. Lại nữa, Thế Tôn, ví như vị vương tử kia không có sự học hỏi luyện tập mọi thứ, đến khi làm việc chẳng được thành công, như vậy cũng là tự quyết tự tại, nhưng thường phải khổ và ngu si tối tăm. Vị vương tử như vậy mà nói là tự tại an vui thì cũng không hợp nghĩa, còn như nói phụ thuộc người khác đều là khổ thì nghĩa ấy cũng không thích hợp. Vì những nghĩa ấy nên chỗ Phật thuyết như trên vẫn còn chưa chọn nghĩa, cho nên hết thảy phụ thuộc người khác chưa hẳn đã là khổ, hết thảy do mình tự quyết chưa hẳn đã được vui.